Vườn xứ Ngô Gia chào cô chú quý anh chị ngày 11 tháng 7 2023. Thì hôm nay em tiếp tục đăng bán lô xứ hạt giống Thái nha quý chị. Quý anh chị chọn lựa được cây nào thì vui lòng gọi cho em theo số điện thoại 0916256522. Hiện tại bên em ship cây không chậu nha, và bên người mua trả tiền ship giúp em ha. Rồi đơn hàng 200.000 thì em cũng gửi cho quý anh chị mình có thuốc kích rễ nha. Quý anh chị lưu ý giùm em nha. Cây sứ mình khi mình nhổ ra mình đóng chậu thì về tới cho quý anh chị thì sẽ có trường hợp rụng lá nha. Cái đó là chuyện bình thường nha quý chị. Và bất cứ quý chị đóng nguyên chậu hay là nhổ cây ra cũng đều bị rụng lá nha quý chị. Tại vì cái cây mình khi bỏ trong cái thùng cà tông thì nó sẽ dẫn đến thiếu oxy ha. Thì nó sẽ bị rớt lá. Quý chị về quý chị trồng lại, hoặc quý chị lá rồi quý chị trồng lại cũng vẫn ok bình thường ha. Cây số 1 nha quý chị. Cây số 1 là cây hồng. Cây trắng sọc hồng nha, hai lớp. Cây này xe bông to chùm nụ khoảng 7-8 nụ thôi nha. Cây phân tràn tốt, củ cũng tương đối rồi. Cây số 1 này là giá 50 ha. Cây số 1 giá 50. Quý chị yên tâm nha. Thì em là nhà vườn cho nên em sẽ chọn cái giải pháp nào mà tối ưu nhất để giao đến cho quý anh chị ha. Thì quý anh chị về mà lá nó rụng thì quý anh chị có thể lặt bỏ hết những cái lá này. Quý anh chị lặt luôn bông ha, quý anh chị trồng lại. Rồi quý chị tưới kích rễ vô để mà trong mát tầng rồi quý chị đem ra, bảo đảm với quý anh chị là cái cây nó sẽ phát rất là nhanh nha. Cây số 2. Cây số 2 là cây hoa cũng tương đối đẹp nha quý chị, một bên nâu nâu. Một bên bạc bạc ha, chính giữa có sọc hồng. Sai bông cũng trung bình lớn ha, cây này trổ hoa cũng rất là đẹp, bộ lá đẹp luôn. Có mấy cái hoa này nó sắp tàn rồi nè quý anh chị. Chùm nụ tầm mười mấy nha quý anh chị. Chùm nụ tầm mười mấy nha, bông mới trổ ra rất là đẹp nha. Rồi, cây số 2 này là giá 70 nha, số 2 giá 70. Cây số 3. Cây số 3 là cây hoa màu đỏ, hồng vàng hai lớp. Cây này khuôn hoa tròn. Khuôn hoa tròn ha, cây này bộ lá rất là đẹp, phân tàn rất là tốt, củ cũng tương đối nha quý chị. Cây số 3 này là giá 70 luôn ha. Rồi, tiếp tục là cây số 4 nha. Cây số 4 là cây hoa màu trắng một lớp ha. Cây này phân tàn cũng rất là tốt, củ cũng tương đối. Rồi cây số 4 này là giá 70. Vì quý anh chị khi mình trồng lại mình cắt bỏ mấy rễ này nha quý chị, để nữa nó lớn quý anh chị cắt nó cái thẹo lớn ha. Giờ mình cắt luôn quý anh chị trồng. Thì quý anh chị trò chơi sứ thì mình chơi củ rồi chơi tàn rồi chơi bông luôn nha quý chị. Nó là cái cây, một cái cây dễ chơi nhất ha, cho nên quý chị yên tâm. Thì quý anh chị nào mà trồng lâu năm rồi thì quý anh chị rành rồi, còn quý anh chị nào mới chơi quý anh chị cứ yên tâm nha. Cây sứ khi giao tới chỗ quý anh chị là bắt buộc nó phải rụng lá nha, phải vàng lá rớt lá, thì đó là chuyện đương nhiên rồi. Quý anh chị chỉ cần trồng lại thì nó sẽ bắn cái đọt mới nha, nó sẽ ra cái đọt mới đây thì nó sẽ xung lại thôi ha. Rồi cây số 4 này là giá 70. Tại cái cây khi nó bắn ngọn nó mới ra rễ nha quý anh chị. Quý anh chị để lá già gì cũng chưa chắc gì tốt luôn nha. Rồi cái cây này là trắng lem. Trắng lem. Cây củ rất là to. Cây số 5 này là giá 70 luôn nha. Số 5 giá 70, củ rất là to ha. Dạng thân nâu. Thân nâu ha. Cây này củ siêu to, bông cũng đẹp. Trắng lem nha quý chị. Mới trổ ra là xe bông trung bình lớn ha, sau đó tăng sai. Rồi cây số 5 này là giá 70 luôn nha. Cây số 6. Cây số 6 là cây rất sáng màu nha quý chị. Đỏ trắng ha. Ở trong nó trắng ngoài nó đỏ, dạng gân gân. Dạng nó kết gân ha. Cây này bộ lá rất đẹp, củ siêu to luôn nha. Củ rất là to. Rồi cây số 6 này giá 70 luôn nha quý chị. 70 ha. Rồi cây số 6 giá 70. Cây số 7 nha. Cây số 7 là cây hoa màu đỏ, sai bông rất là to. Sai bông rất là to nha, đỏ rất là to luôn nè. Cái bông này nó trổ mấy ngày rồi màu sắc cũng vẫn còn đẹp nha. Củ này đẹp luôn. Phân tàn tốt. Rồi cây số 7 này là giá 50. Số 7 giá 50 nha quý anh chị. Sai bông rất là to. Sai bông rất là to ha. Số 8. Số 8 là cây 3 lớp ha. Đỏ, viền đen. Viền đen ha. 3 lớp phun qua tròn. Cánh qua dày đứng qua. Cây này cũng củ cũng tương đối nha quý chị. Cây này cuốn ngắn đứng qua ha. Sai bông
xe bông tròn quay. Rồi cây số 8 này là giá 70 cho quý chị, số 8 giá 70 ha. Cây số 9. Cây số 9 là cây hoa trắng hai lớp nha. Trắng hai lớp, cánh hoa dày, hoa buông cam, cây này phân tàn được 3 nhánh hang củ này. Nuôi bao lớn luôn. Cây số 9 này là giá 100 nha, cây số 9 giá 100 nha quý chị. Tiếp tục là cây số 10. Cây số 10 là cây hoa rất là đẹp, nhưng mà cái này là cái xe bông mini. Xe bông mini ha. Cái này cái cánh này nó mới trổ con lớp. Rất là đẹp luôn nha quý chị. Cái xe bông nó cỡ như thằng chim én nha. Xe bông cỡ chim én nhưng mà màu tím nó ngọt hơn rất là nhiều nha. Tím rất là đẹp luôn. Tím rất là đẹp ha. Sai bông trùm nụ, cái màu lá cũng rất là đẹp. Phân tàn tốt, củ này cũng tương đối nha. Rồi cây số 10 này là giá 100. Số 10 giá 100 nha quý chị. Hoa rất đẹp luôn à. Tím liệm luôn ha. Tím dưới giữa có cái sọc đỏ. Cái dòng này thì nó không có bay màu nha quý chị. Tím này thì nó không có bay màu. Hoa rất là đẹp nha. Cây này để em coi cho nó hai lớp hoặc nó ba lớp. Cái bông đó thì hai lớp đó nha. Ồ, quá trời đẹp luôn quý chị. Cây này đẹp thiệt là đẹp luôn nha. Rồi. Cây này giá 100. Lỡ rồi. Cây 11. Cây 11 ha, cây 11 là cây sục gân. Cái này xe bông to. Cái cánh này nó hơi mỏng nhưng mà nó bung được nè quý chị. Cái này quý chị nuôi lớn thì nó có thể là nó sẽ trổ tốt hơn ha, nhưng mà xe bông rất là to. Tím sọc gân rất là đẹp luôn. Bộ lá đẹp, phân tàn tốt. Rồi cái cây số 11 này là giá 100 luôn nha. 11 giá 100. Cây này quý chị nuôi lớn là nếu mà vậy thì chơi cũng được anh quý chị, cũng rất là đẹp ha. Rồi 11 giá 100. Cây số 12. Cây số 12 là cây màu đỏ, ở trong họng nó cũng trắng ha. Cái trong đây nó chạy trắng rồi, trong cái họng nó thì màu đỏ luôn nha. Cây này cái hoa nó mới trổ thì rất là đẹp. Nó hoa mới trổ á. Còn nó trổ 1-2 ngày thì nó sẽ bị co cái bông rồi ha. Rộ bông nha. Cây này quý chị nuôi lớn là nó trổ rất là rộ bông luôn. Quý chị thấy nó nụ mà xả tàn nó đơm kiểu tàn dù rồi, củ thì siêu to luôn nha. Cây số 12 này giá 70. 70 nha quý chị. Hoa rất là đẹp nè. 70 ha. Cây số 13. Cây số 13 là cây cây hoa cũng rất là đẹp nha. Cây này là lúc mới trổ ra nó là một bên tím, một bên bạc ha, chính giữa có sọc hồng. Rồi lớp trong nó là trắng, trắng tím ha, hai lớp. Xe bông cũng to nha quý chị, cuốn ngắn đứng qua. Này chùm nụ tầm 7 nụ thôi ha. Cây này phân tàn chuẩn luôn, này về quý chị rút tàn lại chơi ha. Cây số 13 này giá 200 ngàn nha quý chị. Hoa đứng qua, cánh hoa dày, màu sắc rất là đẹp luôn. Tím trắng ha, tím trắng chính giữa có sọc hồng, hai lớp thôi. Hoa rất là đẹp, cây này quý chị nuôi lớn thì khỏi chơi nha. Tại giờ nó thấy nhỏ với nó bị cái mấy cây này là mấy cây em để trong đây ha. Em sẽ xịt thuốc cỏ nè quý chị. Cỏ nè ha, ba cái vú sữa đất nó chết nè. Thì nó nóng quá nó rất bị rớt lá nha. Mấy cái trường hợp như vậy về quý chị lặt mấy cái lá này quý chị bỏ luôn nè. Đó nha. Quý chị lặt, quý chị bỏ luôn. Bỏ quý chị bỏ. Như vậy quý chị trồng bảo đảm với quý chị trồng xuống cho 2 ngày là cái ngọn này nó bung ra. Đó, rồi cái quý anh chị nuôi tới gần tới Tết quý anh chị ha, xả tàn nha. Lúc này thì quý anh chị cứ lặt lá mình trồng lại thôi. Lặt lá lặt bông nha quý anh chị. Không nên khi quý anh chị trồng cái xứ lại, quý anh chị không nên để bông nha. Quý anh chị phải lặt bông bỏ luôn. Cái bông quý anh chị ngắm được có một bữa mà nó ảnh hưởng tới cái bộ rễ cây xứ rất là ghê gớm nha. Tại vì cái cây xứ nó cũng nuôi bông dữ lắm, cho nên là khi mà quý anh chị để bông là nó không có ra rễ đâu nha. Rồi cây số 13 này giá 200. 14 ha. Cây 14 này là giá 100. Dòng của sao Noel, cây này hai lớp nha. Hồng viền trắng. Hồng viền trắng ha, cây này là bông rất là nhiều luôn nè. Hồng viền trắng ha. Rồi cây này củ siêu to, củ đẹp luôn. Củ to củ đẹp ha. Củ rất là to. Củ nào một vòng tay không thấm thía gì đâu nha. Phân tàn cũng rất là tốt. Nó như những cây này về bảo đảm với quý anh chị là nó sẽ bị rụng lá nha. Thì quý anh chị trồng lại nó sẽ đâm cái tượng mới lên ha. Rồi cái cây số 14 này là giá 100. 14 giá 100 nha.
15. 15 là cây hoa màu trắng hồng vàng rất đẹp, củ rất là to nha. Củ rất là to, to là siêu to luôn á. Siêu to, tàn thì em có xả tàn này lên tàn mới cũng ra được. 2 4 6 cả chục mười mấy nhánh này nha. Cái cánh này thì nó dạng hơi thưa nha quý chị. Cây số 15 này là giá 70. Màu trắng rất là đẹp ha. Cây số 16, 16 là cây tím hai lớp nha. Tím hai lớp, sai bông to, khung hoa tròn, trổ buông căng. Trổ buông căng ha. Cây này thì bộ lá rất là đẹp, phân càng tốt, củ cũng tương đối. Cây số 16 này là giá 150.000 ha. 16 giá 150, cánh hoa rất dày nha quý chị. Cánh hoa rất là dày. Rồi, cây số 16 này giá 150 nha. Cây số 17. Cây số 17 là cây bông mini nha, dòng của cái thằng Sao Noel nhưng mà nó sai bông rất là mini. Bông thì cũng bông chùm luôn. Quý chị thấy bông rất là mini ha. Hồng hồng tím nha. Cây này phân tàn rất là nhiều nhánh, củ này cũng đẹp luôn. Cây số 17 này là giá 70 nha. Cây số 17 này giá 70. Bông mini ha. Cây số 18. Cây số 18 là cây dáng chân dài rất là đẹp nha. Dáng chân dài rất là đẹp, củ to. To rất là to, một vòng tay không thấm thía ha. Này. Rồi, dáng chân dài cái này nhiều quý anh chị làm chân dài thì khỏi chê. Củ này bông này cũng đẹp nha quý chị, màu tím tím thôi. Tím tím, đỏ tím tím ha, hai lớp. Cây số 18 này là giá 100. 18 giá 100. Đó, nhiều quý anh chị. Kiếm một cái cây sứ mà có được cái củ như vậy không phải dễ nha quý anh chị, rất là khó có ha. Rất là đều nhau luôn. Cây số 18 này giá 100. Rồi cây số 19 nha. 19 là cây trắng lem, lem rất là rõ nét ha. Sai bông to, màu sắc rất là sặc sỡ luôn. Phân tàn được 4 5 nhánh bên trên. Dạng cây này quý anh chị nuôi lớn là tàn đẹp nè quý anh chị. Hiện tại em xả tàn, hồi đó nó một cốt ha, em xả nó ra được 2 4 6 nhánh ghê thiệt. 2 4 6 nhánh ha. Nè một cốt, em chừa thoát thân nó lên khoảng một tấc nha. Rồi em xả tàn, cái này chơi tàn dù. Rồi quý anh chị cứ cắt giật để cho nó nhân cấp cái bộ tàn lên cây này nữa là rất là đẹp nha quý chị. Cái bộ cũ thì quý chị nâng lên nở hậu nha. Cây số 19 này là giá 70. 19 giá 70 nha. 20. 20 là cây hoa màu trắng lứa sau nhưng cũng siêu to nha. Củ siêu to, bộ tàn ha, khủng luôn. Bộ tàn mười mấy nhánh luôn nha quý chị. Sai bông cũng to, trắng tinh. Hồng vàng nha, khung hoa tròn. Mấy cây trắng này quý anh chị nuôi lớn là nó bông dữ lắm luôn. Nó bông rất là nhiều hơn những cái loại khác nha. Noel thì bông đẹp nhưng mà cái bông nó không có nhiều bằng cái trắng này nha quý anh chị. Trắng là bông dữ tận ha. Rồi cây 20 này là giá 100. Cây 20 giá 100 nha quý chị. Cây 21. Cây 21 là cây củ cũng rất là to. Củ này cũng dáng chân dài luôn. Cây này hồi đó em để lại tính chơi nè, thấy không quý chị, thấy những cây trong đây nè. Em xịt cỏ nó bị nóng nó rất lá ha. Cây này chịu cũng rất là tốt nè. Cái lá nó giữ được nè. Mấy cái này về quý chị cũng nên lặt lá ra hết nha quý chị. Lá già này nó không có tác dụng nha. Quý chị chăm sóc cái cây đợt mới giùm em ha, vừa quản lý riệp sáp vừa quản lý được nấm bệnh rồi nó dễ dàng hơn ha. Cây này là 3 lớp nha quý chị. 3 lớp khuôn hoa tròn quay. Hồng chính giữa có sọc đỏ, 3 lớp khuôn hoa tròn quay luôn nha. Hồng đỏ luôn. Cuốn ngắn đứng qua. Sai bông rất là to. Cây này hồi đó em chừa lại chơi nè, tại cái cũ nó cũng dáng này dáng chân dài. Bây giờ nó phân tàn được 4 nhánh nha quý chị. Cái này là quý chị cứ lặt lá thôi, chừa ngọn để trồng, để mình trồng rồi ra Tết, gần tới Tết cả tháng 9 thì quý chị xả tàn ha, để mình nhân cấp cái bộ tàn nó lên nha, với mình chơi hoa Tết luôn. Rồi cái cây số 21 này là giá 150.000 nha quý chị. 150.000 cũng rất là to nha, cũng rất là to. Cây số 22, đây cây số 22. Cây số 22 là cây hoa rất là đẹp, hoa rất là đẹp nha. Củ này cũng em chừa lại để trong đây nè. Phân tàn rất là tốt luôn nha, sai bông rất là to. Hồi đó giờ em bán là cái giống này á, quý anh chị thấy nó cũng có bán nhiều nhưng mà cây nhỏ nhỏ không nha. Cây này là cái cây lứa trước luôn nè. Cũng rất là to ha. Rất là to nè. Rồi xe bông này cũng rất là to nha.
Cây này quý anh chị nuôi lớn rất là giá trị ha. Rất là giá trị, sẽ bông rất là to, cánh qua dày. Rồi cây số 22 này giá 250 ngàn nha quý chị. 250 ha. Hoa dày, cánh hoa buông căng mà sắc rất là độc lạ nha. Cây này củ to, tàn đẹp luôn. Cây số 22 này giá 250 ha. 250. Rồi hôm nay em có 2 cây nha quý anh chị, vừa chọn lựa được cây nào vui lòng gọi cho em theo số điện thoại 0916256522. Cảm ơn, chào tạm biệt quý anh chị.